Dạ em xin chào cô chú anh chị nha. Bên em có những cái con dao như thế này cô chú anh chị ơi, có những cái con dao như Siki da băng này, con này là để chặt chặt xương bò, xương heo. Cái này là cân nặng cho đến là 900 gram đó cô chú anh chị, gần 1 kg lô giùm em luôn nha. Chữ là chữ khắc ở bên trên luôn nè cô chú anh chị. Chữ khắc ở bên trên là nó dài là tầm 36, 18, 18, 36 cm, gần 40 cm là nữa cô chú anh chị ơi. Đó, giá bên em bán chỉ có 250 ngàn cho một cái con dao này thôi. Cô chú anh chị coi nè. Cán gỗ mà dày nữa cô chú anh chị, cán gỗ mà dày luôn nha. Nặng luôn nha cô chú anh chị ơi. Nó quá là ok luôn cô chú anh chị, có cái hộp luôn. Coi em còn vài cái thôi cô chú anh chị ơi, vài cây thôi. Ai thích thì chốt giùm em nha, 250 ngàn cho một cây luôn cô chú anh chị. Dao Siki da băng chặt heo, chặt xương heo, xương bò nè. Rồi cái này là thái thái dao dao thái xin lỗi dao thái để thái thịt đó cô chú anh chị, thái thái thịt heo thịt bò rồi đó giùm em luôn nha. Cũng là cái này là cũng dài tầm 30 nha, cán là cán cán thép giùm em, giá là một là 250 ngàn cô chú anh chị, giá 250 ngàn ha. Rồi cái này thì nó cầm nhỏ nhỏ hơn, cái này mình chặt cái gì nó gọn gọn như chặt xương gà rồi này kia rồi đó cô chú anh chị. Nè coi thép nè, ok chưa, cán cây giùm em luôn, con này giùm em luôn chỉ có là 220 ngàn thôi cô chú anh chị, 220 ngàn thôi. Cái này thì chặt xương gà nhẹ nhẹ là ok nha. Rồi bên em có kìm cắt ton nè, kìm cắt ton em xe cho mọi người 1 cây 100 luôn nha, một cái cắt thẳng cái cắt xéo 1 cây 100 giùm em luôn cô chú anh chị. Rồi bên em có đá mài nè, đá mài thái nè, đá mài một cái là của Nhật mà độ mịn 180, 320, cái này của Thái luôn nè cô chú anh chị nha. Rồi cân nặng 1 kg là nửa ký lô cô chú anh chị, giá là một cục là 120 giùm em, một cục 120 giùm em nha. Đó quá chị em luôn cô chú anh chị ơi. Rồi bên em có dao nè, dao này em lên combo cho cô chú anh chị nha. Rồi combo cái này là chưa có làm sạch nha mọi người ơi, chưa làm sạch nha cô chú anh chị, về làm sạch lại giùm em nha. Rồi combo này số 1 giùm em luôn là đây, 1 2 3 4 cây, 4 cây thôi, 1 cây nữa đi. Rồi 5 cây luôn cô chú anh chị ơi, 1 2 2 dao lỗ, 3 con dao bầu, nó con dao này hơi dài dài hơn nè, chưa làm sạch nha, nó chưa làm sạch. Rồi combo này 250 mã số 1 giùm em luôn cô chú anh chị. Rồi combo này là 250 luôn giùm em nữa nè, 1 2 3 4 5. Rồi cho em mã số 2 luôn cô chú anh chị ơi, mã số 2 giùm em nha. Đây rồi mã số 3 giùm em luôn, quá trời luôn nè cô chú anh chị, mã số 3 giùm em 250 luôn nè, 1 2 dao bầu. Con này nó hơi dài dài nè, con này nó dài nữa đó. Rồi con này nó có lỗ. Rồi cho em mã số 3 luôn, 250 ngàn nha cô chú anh chị. Đó rồi cho em mã số 4 nè, mã số 4 nè, 1 1 2 3 4 5. Rồi lên giùm em con này mã số 4 đi cô chú anh chị ơi, 250 ngàn mã số 4 giùm em luôn. Ai thích cái nào thì chốt gọi giùm em số Zalo ha cô chú anh chị, có hotline bên trên nha.